Nhiều du học sinh Việt Nam tại Nhật bị buộc về nước vì không được gia hạn visa. 165 du học sinh của một trường dạy nghề tại Nhật Bản, phần lớn là người Việt Nam, bị buộc thôi học và về nước vì không được gia hạn visa. Nikki hôm 25 tháng 9 dẫn tin từ Cục Di trú tỉnh Osaka cho hay, nhóm học sinh không được gia hạn visa thuộc trường nghệ thuật văn hóa Nhật Trung và đã hết hạn lưu trú kể từ tháng 7. Năm ngoái, Cục đã cảnh báo trường sẽ không được thực hiện thủ tục gia hạn visa do số lượng học sinh quốc tế vượt quá quy định. Tuy nhiên, hồi tháng 4, trường dạy nghề này vẫn tiếp tục nhận thêm 418 người. Đến tháng 5, tổng số học sinh ở đây đã lên đến 580 người. Khi bị tập thể du học sinh Việt Nam phản ánh, nhân viên phụ trách của nhà trường giải thích rằng có sự hiểu lầm và trường đang cố gắng gia hạn cho những người chưa thể xin được visa. Trường cũng cho hay đang lên kế hoạch xây dựng một ngôi trường mới để đáp ứng lượng học sinh quá lớn. Một số học sinh Việt Nam hiện đã nộp đơn vào trường dạy nghề khác. Một số xin gia hạn visa thành công, số còn lại phải quay trở về nước. Trường nghệ thuật văn hóa Nhật Trung mở cửa vào năm 2015 và dự kiến chủ yếu tiếp nhận học sinh Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, học sinh ở đây phần lớn là người Việt Nam và Trung Quốc. Thông tin trên website cho biết trường chuyên đào tạo hướng dẫn viên và phiên dịch viên ngành du lịch. Theo giới chức, nhóm du học sinh quốc tế đang lên kế hoạch để đơn kiện ngôi trường lên tòa án Osaka để đòi bồi thường tài chính.